Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Bây giờ là sáng thứ 6 ngày 11 tới tháng 2 năm 2022. Chúc quý vị và các bạn một ngày thứ 6, một cái cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại các phần tin tức của sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện gây cấn nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, nó liên quan tới người Việt Nam ở Mỹ. Nghề nail đã được rạng danh trên thế giới, một cái thông tin cực vui cho người Việt Nam. Nội dung thứ hai, Tổng thống Trump tuyên bố tất cả các lệnh này phải được chấm dứt để người Mỹ, đất nước Mỹ tiến lên. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời các bạn theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới tình hình của nước Mỹ, cuộc sống của người dân Mỹ và đặc biệt là cái chính quyền của chú Bảy. Thì vào ngày hôm qua, trong một cái cuộc phỏng vấn độc quyền trên Epoch Times, Tổng thống Trump đã có chia sẻ và tuyên bố như thế này: các lệnh bắt buộc liên quan về cái chuyện chống dịch, phòng dịch và chống dịch của chính quyền chú Bảy trong cái thời gian 12 tháng vừa qua là một cái sai lầm to lớn, và tất cả những cái lệnh này cần phải được bãi bỏ và chấm dứt ngay lập tức nếu muốn đất nước Mỹ đi lên và người dân Mỹ được ấm no. Còn nếu không thì sẽ dẫn đến một cái tai hại không thể nào lường trước được. Rồi sau đây mời các bạn nghe chi tiết. Thì dưới cái thời TT chú Bảy, nhiều cơ quan chính phủ đã yêu cầu là người dân phải được chích ngừa để được đi ra ngoài ăn uống, đi xem phim, đi tập thể dục và thậm chí là cả đi làm. Rồi TT chú Bảy còn ra lệnh cho quân đội Mỹ, các nhà thầu liên bang, các cơ quan trong chính phủ, các nhân viên chăm sóc sức khỏe và tất cả mọi người làm việc trong cái công ty 100 nhân viên trở lên phải chích ngừa thì mới được đi làm. Nhưng cuối cùng thì tất cả các lệnh bắt buộc này của chú Bảy đã bị tòa án chặn lại và không có thực hiện. Tuy nhiên, các quy định đeo khẩu trang và các hạn chế vẫn còn được coi như là hoạt động và coi như thực hiện. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nói như thế này là chú Bảy khi mà vận động tranh cử, chú Bảy có hứa là ông ta sẽ đánh bại con Warren sau khi ông ta lọt vào được tòa bà đốc. Nhưng cuối cùng thì các bạn thấy sau 12 tháng, cái ca tử vong dưới cái thời chú Bảy cao lấp gấp mấy lần cái thời tiền nhiệm. Cái ca nhiễm mới nó cao hàng chục lần cái thời tiền nhiệm. Và cuối cùng thì chú Bảy không biết cách giải quyết về cái con dịch vật. Cho nên chú Bảy đã ra những cái lệnh bắt buộc này, bắt buộc kia, nhưng thật sự thì nó không có hạn chế được cái chuyện dịch vật và nó cũng không có chống được cái chuyện dịch vật. Theo như các nhà phân tích cho thấy các trường hợp tử vong do Covid-19 năm 2021 nó cao gấp mấy lần năm 2020 là điều thứ nhất. Điều thứ hai, một phân tích cho thấy là các cuộc phong tỏa, các lệnh bắt buộc của chú Bảy nó không ảnh hưởng đến cái tỷ lệ tử vong do dịch vật, tức là chú Bảy làm vô ích, làm như là coi như không có ảnh hưởng gì, không có chống được cái gì hết. Rồi là một chuyện. Tổng thống Trump nói là tại sao đáng lý thì mình phải ngăn lại cái biên giới, tại vì nếu mở cửa biên giới, hàng triệu người đi vào, di dân bất hợp pháp vào nước Mỹ, trong hàng triệu người đó không biết có bao nhiêu người đem dịch vào lây cho người dân Mỹ. Cái đó mới là cái điều đáng làm hơn là cái điều đưa ra các lệnh bắt buộc này, bắt buộc kia mà nó không ảnh hưởng gì tới cái chuyện chống dịch đó. Cái ý Tổng thống Trump nói là như vậy đó các bạn. Cho nên chú Bảy đã sai lầm hoàn toàn và tất cả các lệnh bắt buộc này phải được chấm dứt để nước Mỹ phát triển và người dân Mỹ tiến lên. Chứ không thôi thì hậu quả rất là ghê gớm. Rồi dưới cái thời của chú Bảy, khi chú Bảy lọt vào được tòa bà đốc, chú Bảy đã hưởng được những cái quyền lợi rất là tốt từ cái thời tiền nhiệm. Ví dụ như vaccine đã có sẵn, những cái cách phòng dịch, chống dịch dưới thời tiền nhiệm cũng very good. Nhưng chú Bảy đã đi ngược lại, cho nên chú Bảy đã dẫn đến một cái hậu quả như ngày hôm nay. Và cuối cùng thì bây giờ chú Bảy không biết cách giải quyết, cho nên chú Bảy đưa ra những cái lệnh bừa bãi, những cái lệnh hoàn toàn vô ích, không có hợp lý, hợp lệ. Chú Bảy đáng lý phải chăm chú vào cái biên giới để ngăn lại cái dòng người di dân bất hợp pháp,
mà đem dịch vào nước Mỹ mỗi ngày như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới người Việt Nam ở Mỹ. Một cái thông tin cực vui vào ngày hôm qua là nghề nail của người Việt ở Mỹ đã được rạng danh trên thế giới. Vì sao, tại sao và ai đã làm rạng danh? Nôm na là cái câu chuyện này, cái thông tin này nó đến từ đâu? Mời các bạn nghe Tony chia sẻ một cái thông tin cực vui cho người Việt Nam nhé. Cái tiệm nail này nó đến từ Minneapolis, tiểu bang Minnesota, và cái tên tiệm nail là Little Luxury Nail. À, thấy chưa? Cái người chủ này tên là Van, nó giống như rượu vang vậy đó các bạn. Dạ, người này là gốc Hờ Mông, người Việt Nam, người dân tộc đó các bạn nha. Rồi, thì một tiệm nail làm móng ở Minneapolis đã trở nên rất nổi tiếng sau khi những cái hình ảnh về cái bộ móng tay của cái tiệm nail này làm cho một vận động viên, vận động viên này tên là Sunisa Lee, cô ta đã coi như được huy chương vàng trong cái Olympic. Và khi mà cô ta chụp hình đó thì cô ta cầm cái huy chương vàng và đã để nguyên cái bộ móng tay của cô ta, cho nên sau khi báo chí trên thế giới chụp hình thì người ta mới bắt đầu chú ý vào cái bộ móng tay của cái cô vận động viên này. Và cuối cùng người ta đã tìm và người ta đã mổ xẻ và người ta đã biết được cái gốc gác là cô này làm móng tay từ cái tiệm nail này là của người Việt Nam mình. Và người ta đã trầm trồ khen ngợi cái bộ móng tay quá là đẹp, và người ta đã coi như là trầm trồ khen cái nghề nail của người Việt Nam chúng ta. Và cuối cùng thì đã làm cho cả thế giới đều chú ý vào cái nghề nail của người Việt Nam. Thì đây cũng là một cái điều rất là hãnh diện cho người Việt Nam của chúng ta các bạn nhé. Và cái cô Van này á, thì cô ta chia sẻ là tại sao cô ta trở thành bà chủ tiệm nail. Sau đây mời các bạn nghe cái câu chuyện. Thì bất chấp cái việc cha mẹ của cô ta khuyến khích cô ta trở thành bác sĩ, y tá, kỹ sư, nhưng cuối cùng thì cô vẫn quyết định theo đuổi cái ước mơ là mở một tiệm nail. Tôi nghĩ rằng nếu mẹ tôi đến đây với tư cách là người nhập cư và bà ta có thể mở một cơ sở kinh doanh thì điều đó tôi cũng có thể làm được. Tức là cái cô Van này á được cha mẹ nuôi cho ăn học và khuyến khích trở thành kỹ sư bác sĩ, nhưng cô ta không có muốn như vậy. Cô ta muốn trở thành một chủ cơ sở doanh nghiệp, đặc biệt là nghề nail. Cho nên cô ta đã quyết định theo đuổi cái ước mơ của mình và cô ta đã thành hiện thực, trở thành bà chủ tiệm nail. Và bây giờ thì cô ta đã được nổi tiếng trên cộng đồng thế giới. Thì đây cũng là một cái thông tin cực vui cho người Việt Nam chúng ta. Rồi, sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ sáu, tôi này cập nhật và chia sẻ những thông tin nóng nhất, mới nhất liên quan tới tình hình của nước Mỹ, cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện gây cấn nóng bỏng nó đang xảy ra trong chính quyền của chú Bảy. Thì tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, vui, nhộn nhịp, tích cực thì please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Bên cạnh đó thì Tony xin thông báo Tony có cái channel thứ hai tên là Tony Lê Houston. Chút xíu nữa Tony sẽ để cái đường link của channel thứ hai bên dưới cái phần bình luận. Cô chú bác click vào đó sẽ dẫn đến channel thứ hai. Xem về nhà cửa, cuộc sống người Việt ở Mỹ, thức ăn, phong cảnh, xem cho vui, xem giải trí. Nếu thấy hay, thấy hữu ích thì cũng đừng quên bấm luôn cái nút đăng ký và bấm cái chuông kế bên của channel thứ hai để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel nha. Have a good day, have a good weekend. Bye bye.